nghề spa hay chăm sóc sắc đẹp nói chung đang dần trở thành một công việc mang lại nguồn thu nhập tốt cho nhiều bạn trẻ. Chính bởi vậy, nhu cầu về nhân sự cho công việc này ngày càng cao. Và ngày hôm nay, các bạn hãy cùng dịch chuyển với Let's Go tới một địa chỉ đào tạo nghề spa làm đẹp tại Hà Nội để có thêm nhiều thông tin hơn về nghề chăm sóc sắc đẹp cũng như xu hướng đào tạo nhân sự cho các spa, cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Hiện nay trên thị trường thì cái ngành spa và làm đẹp đó là xu thế của trong và ngoài nước, nên là các bạn trẻ đang được thu hút rất là nhiều. Mình thấy là càng ngày thì nhu cầu làm đẹp của các chị em ngày càng lớn. Và thật sự mình đã có bạn làm trong nghề này thì mình thấy ngành này là một ngành lợi nhuận rất là tốt, nên mình quyết định theo học ngành này và kinh doanh ngành này. Thực tế, những người tìm đến các spa hiện nay không chỉ nhằm mục tiêu làm đẹp, mà những địa chỉ này còn là nơi giúp mọi người có thời gian thư giãn, chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Khi mà mình đến đây thì được bạn mình giới thiệu. Vì ngày xưa bạn mình học rất là nhiều nơi rồi, thì có một thực tế rằng là học ở những chỗ khác thì mình thấy mất thời gian quá nhiều, và khi mà các bạn ra thì tay nghề các bạn cũng chưa được ổn lắm. Thì mình đến đây thì mình thấy mình được học tổng thể về cái ngành. Ngoài nghề ra thì mình sẽ cần chuẩn bị những cái khác để khi mình ra mình mở một cơ sở của mình thì mình sẽ làm được nó hoàn thiện hơn. Ví dụ như kỹ năng về kinh doanh, kỹ năng về sale. Xuất phát từ thực tế đó, tại cơ sở đào tạo này luôn có lượng học viên theo học rất đông, với rất nhiều chuyên ngành từ chăm sóc da, tóc, móng cho đến phun xăm nghệ thuật. Đồng thời, học viên được tham gia vào một hệ sinh thái khép kín với đầy đủ những kỹ năng cần thiết để vận hành một spa thành công, cũng như những kinh nghiệm, xu hướng làm đẹp, chăm sóc sức khỏe cập nhật nhất. Ngoài những cái kỹ năng về nghề tại học viện luôn luôn bổ sung cho học viên cũng như là các chủ spa về marketing, về vận hành, về sale, và cố gắng hỗ trợ các bạn tối đa sau khi kết thúc khóa học tại học viện để các bạn có thể mở spa của mình khi nào mà các bạn thực sự vững mới dừng lại cái nhiệm vụ của học viện. Trở thành một chuyên viên, một người kinh doanh spa là ước mơ của nhiều bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên, lựa chọn một cơ sở đào tạo uy tín, cung cấp cho bạn những kiến thức chuẩn về nghề nói chung, đồng thời cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng để vận hành thành công cho hoạt động của một spa mới là điều thực sự cần cho mỗi bạn trẻ. Hy vọng Let's Go hôm nay đã mang tới cho bạn một gợi ý nghề nghiệp bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!